sau ông Vương Đình Huệ thì số phận Nguyễn Xuân Phúc sẽ ra sao? Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và tạm tha bổng cho cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Hiện nay cái tên cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang là chủ đề được quan tâm. Ông Nguyễn Xuân Phúc đang đối mặt với nguy cơ bị truy tố có liên quan đến vấn đề tham nhũng và sai phạm trong thời gian đảm trách chức vụ lãnh đạo bộ máy của nhà nước. Kể từ tháng 1 năm 2023, sau khi bị buộc từ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã giữ im lặng trước công luận. Tuy nhiên, gần đây trong lời khai của Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết ông nhận chỉ thị từ cấp trên, tức là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong việc giải quyết các đơn thư liên quan đến vụ việc của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Việc công khai thông tin này dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng ông Phúc có thể bị xử lý pháp luật trong thời gian sắp tới. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm triệu đô la từ bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, con gái của Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang đã tham gia và hỗ trợ để doanh nghiệp này rửa hàng tỷ đô la từ Việt Nam qua Hồng Kông trong giai đoạn 2021-2022. Theo giới thạo tin, các cáo buộc này đang được cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra, xử lý sớm để đưa ra kết luận. Cho đến nay, chưa có thông tin chính thức về việc ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị truy tố hay xử lý pháp lý. Và tương lai chính trị của ông Phúc vẫn đang là một ẩn số. Trong bối cảnh chính trường Việt Nam hiện nay có nhiều biểu hiện hết sức phức tạp. Theo giới quan sát quốc tế, số phận của Nguyễn Xuân Phúc hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thâu tóm quyền lực trong đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại thời điểm hiện tại, khi ông Tô Lâm vẫn chưa nắm được quyền lực tuyệt đối, kế hoạch thâu tóm của các phe phái chính trị như Nghệ An của Phan Đình Trạc, Hà Tĩnh của Trần Cẩm Tú, Quảng Nam của Bảy Phúc vẫn chưa thành công. Trước đây, việc truy tố một cựu thành viên tứ trụ như Nguyễn Xuân Phúc là điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng mới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật cảnh cáo với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phải chăng đó là những tín hiệu mở đường cho Tổng Bí thư Tô Lâm để tiếp tục nhắm đến các quan chức cấp cao trong đảng? Điều đó cho thấy số phận chính trị của Nguyễn Xuân Phúc càng lung lay và ngày sổ khám của ông Phúc xem ra cũng gần hơn rất nhiều. Quy trình kỷ luật của đảng rõ ràng có sự thay đổi cơ bản. Việc kỷ luật đảng sau khi xem xét miễn nhiệm, bãi chức của các ông Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc thay đổi khá xa. Nghĩa là sẽ không có vùng cấm hay vùng kín, bất kể người đó là ai như ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định. Đồng thời, việc xử lý ông Phúc được cho là với mục đích giết gà để dọa khỉ, để từ đó có thể tạo tiền lệ cho việc Tổng Bí thư Tô Lâm có thể xem xét trách nhiệm các lãnh đạo cấp cao khác trong các vụ việc tương tự. Nhưng ông Tô Lâm có thành công được hay không còn phụ thuộc vào ý chí của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong số các cựu lãnh đạo cấp cao đã về hưu, ông Nguyễn Xuân Phúc đang đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý hơn so với những người tiền nhiệm khác. Nguyên nhân được cho là ông Phúc thân cô thế cô, thiếu sự hậu thuẫn của các phe nhóm trong nội bộ của Đảng. Điều đó sẽ khiến ông Phúc dễ bị nhắm đến trong cuộc điều tra chống tham nhũng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm trước khi đăng đàn thì phải sờ lên gáy của mình? Sau khi trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được hơn 3 tháng, Tổng Bí thư Tô Lâm liên tục có những phát ngôn chấn động nhằm thu hút công chúng như hoàn thiện thể chế và tháo gỡ điểm nghẽn. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Những tuyên bố vừa kể trên đã khiến một bộ phận không nhỏ người Việt Nam hy vọng, đặt nhiều niềm tin vào việc ông Tô Lâm sẽ quyết tâm cải cách thể chế, tương tự công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam từ những năm 1986. Mới đây nhất, như ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm lại đưa ra yêu cầu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục phải đạt tối thiểu 20%. Đây là không phải lời nói suông. Theo người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương đã xác định điểm nghẽn lớn nhất trong cải cách thể chế là vấn đề con người. Vì vậy, phải bắt đầu với chủ đề giáo dục. Một lần nữa, dư luận xã hội Việt Nam lại hồ hởi, phấn khởi. Nhiều ý kiến lạc quan khi cho rằng nếu điều này sớm thành hiện thực thì 20 tháng 11 sẽ là ngày đi vào lịch sử giáo dục của Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng mặc dù ông Tô Lâm thể hiện sự quyết tâm của việc cải cách để đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới, nhưng tại sao chưa ra lộ trình rõ ràng để thực hiện những thay đổi cần thiết vậy? Đa số ý kiến cho rằng ông lãnh đạo nào mới lên chẳng nói như thế, chẳng hứa hẹn nhưng rồi cuối cùng cũng đâu vào đấy. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng không phải là ngoại lệ. Cụ thể, dù Tô Lâm tuyên bố chống nhóm lợi ích và sân sau của các quan chức, thì ông lại có tập đoàn Xuân Cầu Holding, một công ty của gia đình, cũng như ông Tô Lâm kêu gọi chống lãng phí,
thì trước đây vào năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã dính vào tai tiếng vụ thịt bò rát vàng nghìn đô ở thủ đô London, Anh Quốc. Trở lại tuyên bố, Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra yêu cầu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục phải đạt tối thiểu 20%. Đây không phải là lời nói suông. Công luận lập tức đặt câu hỏi ngược lại với ông Tô Lâm. Tại sao đất nước Việt Nam đang bình yên, đáng sống, nhưng Bộ Công an của Tô Lâm cứ phình to về tổ chức cũng như nhân sự đến như vậy? Tại sao phải cần đến 5 triệu nhân viên công an và an ninh cơ sở? Để làm gì? Đây là lý do chi ngân sách cho ngành công an gấp khoảng 13 lần chi ngân sách cho hai ngành giáo dục và y tế. Điều đó thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam khi ưu tiên quá mức đối với lực lượng thanh kiếm và lá chắn. Theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc phân bổ chi tiêu ngân sách cho năm 2024, Bộ Quốc phòng được phân bổ ngân sách nhiều nhất với hơn 207.000 tỷ đồng. Theo sau là Bộ Công an với ngân sách là 113.000 tỷ đồng, tăng 14.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ngân sách cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ được vẹn vẹn gấp 7.700 tỷ đồng. Ngược lại, ngành y tế thì bị cắt giảm, chỉ còn khoảng 7.000 tỷ đồng. Điều phổ biến ở các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Việt Nam là chính quyền dựa vào công an và quân đội để mà đảm bảo sự độc tôn quyền lực của Đảng. Nguy hiểm hơn, nhà nước Việt Nam với chiêu trò xã hội hóa để rút bớt ngân sách cho giáo dục và y tế vốn dĩ đã quá ít ỏi để tăng chi cho công an và quân đội. Đây chính là lý do công luận ở Việt Nam đặt ra câu hỏi, đến bao giờ Tổng Bí thư Tô Lâm mới biết trước khi nói hay tuyên bố điều gì mới mẻ, ông cần phải sờ tay lên gáy của mình và xem đã từng làm những điều gì sai trái hay chưa. Mối quan hệ giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường xấu đến mức độ nào? Ảnh hưởng chính trị của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn rất lớn với chính trường Việt Nam. Cùng với bề dày kinh nghiệm gần 8 năm nằm gai nếm mật để lội nước ngược dòng và cuối cùng đã thành công. Đây là lý do trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là đã và đang trong tình trạng bế tắc và nguy ngập. Giới quan sát tin tưởng rằng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Ba Dũng, ông Tô Lâm sẽ hóa giải được tình thế và dễ dàng vượt qua. Sự mâu thuẫn của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trở thành tâm điểm trong cuộc chiến quyền lực hiện nay, mà nguồn gốc sâu xa được cho là do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một lãnh đạo được cho là một có mối quan hệ rất thân thiết với Bắc Kinh. Việc ông Trọng đã ký kết 27 văn kiện bí mật với phía Trung Quốc trong các chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Kinh vào các năm 2015 cho đến 2017 đã cho thấy điều đó. Ngoài ra, ông Trọng thường xuyên thăm Trung Quốc sau mỗi kỳ đại hội của Đảng, được xem như một hình thức báo cáo kết quả với lãnh đạo Bắc Kinh. Điều đó cho thấy sự phụ thuộc của chính trị cũng như mối quan hệ bất bình đẳng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đó cũng tạo ra những lo ngại cho rằng Việt Nam có thể ngả quá nhiều về phía Trung Quốc với sự chi phối từ Trung Nam Hải. Thậm chí có nhiều bằng chứng cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo được ảnh hưởng trong quá trình lựa chọn nhân sự cấp cao của Việt Nam. Cụ thể, Trung Quốc được cho là đã sử dụng ông Lương Cường để mà khống chế đối với Việt Nam trong quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Với tham vọng không hề giấu giếm của Trung Nam Hải cho thấy, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 tới đây sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tân Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khả năng cao sẽ là Lương Cường chứ chưa chắc đã là Tô Lâm. Không chỉ bởi vì Đại tướng Lương Cường từng đóng vai trò là Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị của Bộ Quân đội, đồng thời ông Lương Cường đã tham gia hai khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Trung Quốc. Đây là lý do Đại tướng Lương Cường liên tiếp được đặc cách làm trường hợp đặc biệt trong việc bổ nhiệm vào các vị trí thường trực Ban Bí thư cũng như chức vụ Chủ tịch nước như đã thấy. Theo quy định số 214, để lên được ghế thường trực Ban Bí thư cũng như chức vụ Chủ tịch nước, đòi hỏi nhân sự được lựa chọn cần tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Ông Lương Cường chưa kinh qua làm lãnh đạo cấp bộ hay tỉnh, thành phố. Điều đó khiến cho công luận nghi ngờ có sự thao túng từ Trung Nam Hải. Việc thường trực Ban Bí thư Lương Cường bất ngờ sang thăm Trung Quốc theo lời mời của ông Tập Cận Bình trước khi Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu chuẩn thuận, giữa lúc Tổng Bí thư Tô Lâm đang thực hiện chuyến công du ngoại quốc hơn 2 tuần, điều đó đã làm dấy lên những suy đoán về sự can thiệp của Trung Quốc trong việc lựa chọn lãnh đạo Việt Nam cho chức vụ Chủ tịch nước. Đây cũng là lý do dư luận xã hội đã hết sức lo ngại Chủ tịch nước Lương Cường sẽ đưa Việt Nam trở lại quỹ đạo của Trung Quốc như dưới thời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những điều vừa kể trên cho thấy rằng sự mâu thuẫn giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường hệ quả của cuộc chiến quyền lực dai dẳng, một mất một còn, không có hồi kết. Giữa cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
và các hậu duệ. Đây là cuộc đấu tranh giành quyền lực hết sức phức tạp với nhiều diễn biến hệ quả trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời sẽ còn nhiều ẩn số và diễn biến khó lường từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin mối quan hệ giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường xấu đến mức độ nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.